Cô chào các em, cô tên là Lê Thị Anh Đào, giáo viên trường Trung học cơ sở Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Cô rất vui khi được hướng dẫn các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em thân mến, viết đoạn văn nghị luận là một bài tập không thể thiếu trong cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong chương trình ngữ văn lớp 9, các em đã được học văn nghị luận xã hội với hai dạng bài: nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và nghị luận về một tư tưởng, đạo lý. Với thời lượng của tiết học hôm nay, cô hướng dẫn các em chuyên đề viết đoạn văn nghị luận xã hội, cụ thể là đoạn văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Trong chuyên đề này, cô hướng dẫn các em hai nội dung. Nội dung thứ nhất, những kiến thức cơ bản cần nắm vững. Nội dung thứ hai, phần luyện tập. Trước hết, cô cùng các em hệ thống lại những kiến thức cơ bản của đoạn văn nghị luận. Và kỹ năng đầu tiên các em cần biết đó là dấu hiệu nhận biết đoạn văn. Về đoạn văn, trước hết các em cần phải nắm được hình thức của một đoạn văn. Đoạn văn bắt đầu là chỗ đầu dòng viết đuôi vào một ô hoặc một chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. Kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng. Về nội dung, đoạn văn diễn đạt trọn vẹn một ý hoặc một chủ đề nào đó. Cô có ví dụ sau. Con người của bác, đời sống của bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết. Bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn. Lúc ăn, bác không để rơi vãi một hột cơm. Ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch, và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. Trích Đức tính giản dị của Bác Hồ của tác giả Phạm Văn Đồng. Các em chú ý lên đoạn văn. Hình thức ở đây cô đã đánh dấu. Đầu tiên viết lui vào một chữ hoặc là một ô và viết hoa chữ cái đầu tiên. Ở đây cô viết hoa chữ cờ. Và kết thúc đoạn văn là dấu chấm xuống dòng. Về phần nội dung, đoạn văn này nói về sự giản dị của Bác Hồ trong đời sống. Vậy nội dung đoạn văn được triển khai như thế nào? Cô cùng các em chuyển sang phần tiếp theo. Các cách trình bày nội dung trong đoạn văn nghị luận. Có rất nhiều cách trình bày nội dung trong đoạn văn nghị luận như đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song hành, móc xích, tổng phân hợp. Hôm nay, cô hướng dẫn các em cách trình bày nội dung trong đoạn văn quy nạp, diễn dịch và tổng phân hợp. Các em chú ý vào mô hình. Thứ nhất, đó là đoạn văn diễn dịch. Câu chủ đề nằm ở vị trí đầu tiên của đoạn văn. Và đó là câu thứ nhất. Những câu thứ hai, thứ ba và những câu tiếp theo là câu phát triển cho ý tưởng của câu chủ đề. Đối với đoạn văn quy nạp, câu chủ đề nằm ở câu kết thúc của đoạn văn. Còn câu 1, câu 2 và những câu khác sẽ là câu phát triển ý tưởng cho câu kết thúc hay là câu chủ đề. Đối với đoạn văn tổng phân hợp, các em lưu ý, câu chủ đề nằm ở vị trí đầu tiên của đoạn văn. Câu thứ hai, câu thứ ba và những câu tiếp theo là những câu phát triển ý tưởng cho câu chủ đề. Và cuối cùng, đó là câu kết thúc đoạn văn, là câu khái quát cho chủ đề của đoạn văn. Đây chính là cách trình bày nội dung trong đoạn văn mà các em thường xuyên sử dụng. Vậy, khi viết đoạn văn đó, các em sẽ thực hiện theo các bước như thế nào? Sau đây, cô giới thiệu các em các bước viết đoạn văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống để các em tham khảo. Bước 1. Xác định yêu cầu đề. Trước khi xác định yêu cầu đề, cô yêu cầu các em gạch chân các từ quan trọng để nắm bắt được đề thuộc kiểu bài nghị luận nào. Hay nói cách khác, đó là chúng ta đang xác định kiểu bài. Đề yêu cầu viết cái gì? Có nghĩa là ta đang đi xác định nội dung, đối tượng. Viết như thế nào là xác định hình thức.
Và các em lưu ý cho cô, hình thức của đoạn văn, các em có thể sử dụng các cái cấu trúc của đoạn văn mà cô vừa hướng dẫn ở phần 1. Khi các em đã vạch chân các từ ngữ quan trọng, thì các em tiếp tục xác định cho cô kiểu bài, nội dung hay còn gọi là đối tượng nghị luận, rồi hình thức đoạn văn và phạm vi kiến thức. Cô giáo có một cái ví dụ nhỏ như sau. Đề bài: viết một đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về việc hiến máu nhân đạo. Cô phân tích đề. Trước hết, cô gạch chân các cụm từ đoạn văn nghị luận 200 chữ suy nghĩ việc hiến máu nhân đạo. Cụm từ đoạn văn nghị luận suy nghĩ và từ việc giúp chúng ta hình dung được kiểu bài nghị luận. Còn cụm từ hiến máu nhân đạo giúp chúng ta xác định được nội dung hay nói khác là đối tượng nghị luận. Và cụm từ 200 chữ giúp chúng ta xác định được hình thức của đoạn văn. Cụ thể ở đây chính là chúng ta viết một đoạn văn khoảng 200 chữ thôi. Trong các bước này thì các em cần lưu ý cho cô về đối tượng nghị luận hay nói cách khác là nội dung nghị luận. Về nội dung nghị luận của đoạn văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống rất đa dạng và phong phú. Thông thường, những đối tượng mà bài đề cập đến thường là những hiện tượng nổi bật, tạo được sự chú ý và có tác động đến đời sống xã hội. Không chỉ đề cập đến những hiện tượng tốt đẹp, tích cực, đáng khen trong đời sống, kiểu bài nghị luận này còn đề cập đến những việc, những hiện tượng đang bị xã hội phê phán. Cô lấy ví dụ thế này về nội dung nghị luận. Về những sự việc hiện tượng đáng khen như học sinh hưởng ứng phong trào giữ vệ sinh đường phố, hay là phong trào dân vũ trong trường học, hay là tiếp sức mùa thi hiến máu nhân đạo. Những sự việc hiện tượng đáng phê phán như nghiện game, bạo lực học đường, học sinh vi phạm luật giao thông, hút thuốc lá nơi công cộng, vô cảm, hay là lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để bán khẩu trang với giá cao. Đây là những sự việc hiện tượng các em thấy ở xung quanh chúng ta và diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, các em lưu ý cho cô, không phải bất cứ sự việc hiện tượng nào cũng đáng để chúng ta viết một đoạn văn hoặc là bài văn nghị luận. Ví dụ, sự việc nhỏ mang tính chất cá nhân thì các em không nên viết đoạn văn hay là một bài văn nghị luận. Bước 2 là bước tìm ý. Đây là bước quan trọng nhất. Mỗi một cá nhân đều có cách bàn luận về một sự việc hiện tượng đời sống khác nhau. Tuy nhiên, cần thể hiện được quan điểm của mình một cách rõ ràng về vấn đề nghị luận. Sau đây, cô giới thiệu các em tham khảo những ý quan trọng trong đoạn văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Các em có thể thêm hoặc bớt hoặc thay đổi vị trí các ý cho phù hợp với vấn đề mà mình cần bàn luận. Ý thứ nhất, đó là giới thiệu sự việc hiện tượng cần bàn luận. Ở ý này, các em cần giới thiệu trong một phạm vi từ 1 đến 2 câu. Trong đó, phải nêu tên vấn đề hoặc trích dẫn vấn đề cần nghị luận. Đây còn gọi là ý dẫn dắt vấn đề. Thứ hai là giải thích nếu có. Cô mở ngoặc ở đây là nếu có, các em lưu ý này. Có những đề là ta cần phải giải thích, nhưng có những đề là không cần phải giải thích. Có những đề mà vấn đề nghị luận lại ẩn sau một câu chuyện hoặc là một tình huống nào đó. Đối với đề này, các em cần tóm tắt câu chuyện hoặc tình huống rồi rút ra vấn đề nghị luận bằng một câu văn khái quát. Và câu văn ấy thường đi kèm với từ là. Cô lấy ví dụ thế này. Trò chơi điện tử là một trong những trò chơi sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra một hệ thống tương tác mà người chơi có thể chơi. Ý tiếp theo là chúng ta trình bày về thực trạng. Việc trình bày thực trạng chính là chúng ta đang đi trình bày cái thực tế của vấn đề đã và đang xảy ra.
và thường trả lời cho câu hỏi như thế nào. Thực chất, ở ý này, các em trình bày những biểu hiện của sự việc hiện tượng. Những biểu hiện đó được thể hiện bằng những dẫn chứng, số liệu cụ thể, cần nêu rõ ràng các biểu hiện và các em lưu ý tránh trình bày lan man. Từ các biểu hiện đó, các em đánh giá, phân tích các mặt tốt, xấu, lợi, hại hay dở của sự việc hiện tượng mà chúng ta bàn luận. Ý tiếp theo là tác động của sự việc hiện tượng. Ở đây các em cần lưu ý tác động tiêu cực đối với sự việc hiện tượng đời sống xấu, tác động tích cực đối với sự việc hiện tượng đời sống tốt. Hay nói cách khác, đó là chúng ta đi đánh giá về hậu quả của sự việc hiện tượng đối với lại cái sự việc hiện tượng xấu, hoặc kết quả đối với lại sự việc hiện tượng tốt. Và các em lưu ý cho cô một điều nữa, ở cái phần tác động này thì thường là tác động tới xã hội như là gia đình, nhà trường hay là một cơ quan tổ chức nào đó. Và ý thứ hai đó là tác động tới chính bản thân của người với cái sự việc mà người đó tham gia. Ý tiếp theo là nguyên nhân. Nguyên nhân ở đây, các em chú ý cho cô, đó là nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân khách quan thường là do xã hội, gia đình. Còn nguyên nhân chủ quan chúng ta cũng phải đưa vào. Tùy từng sự việc hiện tượng mà các em xác định nguyên nhân cho cụ thể. Và nguyên nhân đó còn là nguyên nhân trực tiếp hay là gián tiếp dẫn đến sự việc hiện tượng đó. Sau khi trình bày về nguyên nhân, các em trình bày tiếp về biện pháp khắc phục. Biện pháp khắc phục đối với sự việc hiện tượng xấu còn hướng phát triển đối với sự việc hiện tượng tốt. Tiếp theo là ý mở rộng. Mở rộng ở đây, các em đi phản biện về cái sự việc hiện tượng đó, nếu có thôi nhé. Nên sử dụng các cặp quan hệ từ như nếu, thì. Cô lấy ví dụ như sau. Nếu các bạn trẻ ý thức được hành động của mình, không xả rác linh tinh, thì môi trường sẽ bớt ô nhiễm. Sau khi các em phản biện xong, các em liên hệ với các sự việc hiện tượng khác và liên hệ với chính bản thân mình. Bản thân mình có như sự việc hiện tượng đó không? Hay bản thân mình phải làm gì trước sự việc hiện tượng đó? Cô lấy ví dụ thế này. Khi bàn luận về hiện tượng học sinh nghiện game, các em có thể liên hệ với hiện tượng học sinh nghiện Facebook. Ý cuối cùng là khẳng định lại vấn đề và rút ra bài học nếu có. Khẳng định lại sự đúng đắn hoặc sai trái của vấn đề, đồng thời thể hiện thái độ của người viết như là tán thành hay không tán thành sự việc hiện tượng đó. Sau khi các em đã thể hiện cái thái độ rồi thì các em rút ra bài học về nhận thức và hành động. Bước 3. Viết hoàn chỉnh đoạn văn. Từ các ý của bước 2, các em sử dụng các phép liên kết về nội dung và hình thức để liên kết các ý, các câu của đoạn văn như phép thế, phép nối, phép liên tưởng, vân vân. Cuối cùng, các em thực hiện bước 4, đó là đọc và sửa lỗi. Sau khi viết hoàn chỉnh đoạn văn, các em đọc lại để soát lỗi và sửa các lỗi trong đoạn văn. Trên đây là những kiến thức cơ bản các em cần nhớ khi viết đoạn văn nghị luận xã hội. Để hiểu rõ hơn các kỹ năng đó, cô cùng các em chuyển sang phần luyện tập. Bài tập 1. Cô có đề bài sau. Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập và còn phạm những sai lầm khác. Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ nêu ý kiến của em về hiện tượng đó. Với đề bài này, các em cần gạch chân các ý sau để xác định yêu cầu của đề. Thứ nhất, chữ trò chơi điện tử. Chữ nhiều bạn, mải chơi, sao nhãng học tập. Một đoạn văn khoảng 200 chữ,
ý kiến, hiện tượng. Sau khi gạch chân xong, các em xác định yêu cầu của đề. Đối với đề bài này, kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống, nội dung hay là đối tượng. Là hiện tượng học sinh chơi trò chơi điện tử, sao nhãng việc học tập và phạm sai lầm. Hình thức, đoạn văn 200 chữ. Và ở đây, cô lựa chọn với hình thức viết đoạn văn này, đó là đoạn văn tổng phân hợp. Phạm vi kiến thức, các em sẽ lấy từ thực tế cuộc sống. Bước 2, tìm ý. Ý thứ nhất là giới thiệu trò chơi điện tử. Cô sẽ giới thiệu như sau. Trong thời đại 4.0, trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập và còn phạm những sai lầm khác. Ý thứ hai là giải thích. Cô sẽ giải thích như sau. Trò chơi điện tử là một trong những trò chơi sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra một hệ thống tương tác mà người chơi có thể chơi. Ý thứ ba, chúng ta đi trình bày thực trạng. Thực trạng ở đây cô đưa ra hai ý. Thứ nhất, trò chơi điện tử lôi cuốn, hấp dẫn. Thứ hai, học sinh bỏ học, trốn học, đi chơi điện tử. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu ý tác động của trò chơi điện tử. Bản chất của trò chơi điện tử là để giải trí và rèn sự nhanh nhẹn, linh hoạt cho mỗi người. Tuy nhiên, nếu ham chơi sẽ dẫn đến hậu quả như là trốn học, bỏ học, học hành giảm sút, ảnh hưởng tới sức khỏe, thiếu tiền, sinh ra trộm cắp vặt và những tệ nạn khác. Đó chính là những điều vi phạm đạo đức và tệ nạn xã hội xuất hiện từ đây. Tiếp theo, các em tìm hiểu ý biện pháp khắc phục. Và đối với đề bài này, cô đưa ra các biện pháp sau. Gia đình, nhà trường tuyên truyền ngăn ngừa. Học sinh tự ý thức việc chơi game để giải trí trong khoảng thời gian hợp lý và lựa chọn trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Mở rộng. Ở đây, cô giáo đưa ra hai nội dung. Thứ nhất là các em cần liên hệ với lại hiện tượng học sinh nghiện Facebook. Thứ hai là liên hệ bản thân. Ý cuối cùng của đề văn này là khẳng định lại vấn đề và rút ra bài học. Cô khẳng định vấn đề như sau. Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nếu quá ham chơi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Và các em đưa ra suy nghĩ và cái lời khuyên. Sau khi các em đã tìm ý cho đề văn, chúng ta sang bước thứ 3, đó là viết hoàn chỉnh đoạn văn. Đối với đề bài này, cô viết như sau, các em tham khảo. Trong thời đại 4.0, trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn khiến nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập và phạm những sai lầm khác. Vậy, trò chơi điện tử là gì mà lại hấp dẫn như thế? Trò chơi điện tử là một trong những trò chơi sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra một hệ thống tương tác mà người chơi có thể chơi. Trong thực tế, các trò chơi điện tử lôi cuốn, hấp dẫn mọi lứa tuổi tham gia, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Một số học sinh còn bỏ học, trốn tiết, đi chơi điện tử, vay mượn tiền hoặc trộm cắp để có tiền đi chơi. Trò chơi điện tử dùng để giải trí và rèn sự nhanh nhẹn, linh hoạt cho mỗi người. Tuy nhiên, nếu ham chơi sẽ dẫn đến hậu quả như học hành giảm sút, gây nhức đầu, cận thị, ức chế thần kinh, mắc chứng hoang tưởng, ảnh hưởng tới não. Một số học sinh ham chơi còn chưa hiểu rõ về tác hại của trò chơi điện tử. Vì vậy, bản thân mỗi học sinh cần tự ý thức việc chơi game để giải trí trong khoảng thời gian hợp lý và lựa chọn trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Tóm lại, trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn, nhưng nếu quá ham chơi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Với đoạn văn trên, cô giáo
đã trình bày nội dung theo cấu trúc tổng phân hợp. Đoạn văn gồm có 8 câu. Câu đầu tiên chính là câu chủ đề. Các em nghe cô giáo đọc lại. Trong thời đại 4.0, trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn khiến nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng việc học tập và phạm những sai lầm khác. Và câu kết của đoạn văn chính là câu khái quát chủ đề. Các em nghe cô giáo đọc. Tóm lại, trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn, nhưng nếu quá ham chơi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Các em quan sát vào đoạn văn, cô đã kết nối giữa các ý giới thiệu và giải thích bằng một câu. Vậy trò chơi điện tử là gì mà lại hấp dẫn như thế? Cô dùng các quan hệ từ tuy nhiên, vì vậy và tóm lại để nối các ý, các câu trong đoạn văn vừa rồi. Bước 4. Đọc và sửa chữa lỗi. Các em tự đọc lại toàn đoạn văn, kiểm tra xem cách trình bày đoạn văn đã rõ chưa? Tính liên kết nội dung, hình thức đã đảm bảo chưa? Có cần phải sửa chữa gì không? Tiếp theo, cô cùng các em tìm hiểu bài tập thứ 2. Với đề bài sau, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng một số người đã có thái độ không khai báo trung thực về y tế với cơ quan chức năng trong đợt phòng chống dịch bệnh COVID-19 này. Với đề bài này, các em chú ý cho cô giáo các cụm từ sau. Một đoạn văn, 200 chữ, suy nghĩ, hiện tượng, một số người đã có thái độ không khai báo trung thực về y tế và trong đợt phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ các từ ngữ đó, chúng ta xác định yêu cầu của đề, đó là bước thứ nhất. Kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống, nội dung hay còn gọi là đối tượng nghị luận. Ở đây chính là hiện tượng một số người đã có thái độ không khai báo trung thực về y tế trong đợt phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về hình thức, đoạn văn 200 chữ. Về phạm vi, đây là chúng ta lấy kiến thức trong thực tế của đợt phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bước 2, tìm ý. Ở ý giới thiệu, cô giới thiệu như sau. Thế giới đang đối mặt với một đại dịch khủng khiếp có tên gọi là COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra. Các em chú ý, khi nói về thực trạng của đề bài này, các em cần nêu được các nội dung sau. Thứ nhất, Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới đã và đang phải đối mặt để chống lại dịch bệnh này. Tiêu biểu, bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận khi dương tính với corona đã khai báo một cách không rõ ràng, khiến cho việc xác minh của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, dẫn tới một số người khác bị lây nhiễm. Tác hại của việc khai báo không trung thực. Việc khai báo không trung thực không chỉ làm hại bản thân mình mà còn lây lan, làm hại cho cộng đồng. Khai báo không trung thực gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xác định những người tiếp xúc với bệnh nhân. Tiếp theo, nguyên nhân của sự việc là do người bệnh chưa ý thức được hậu quả của việc không khai báo trung thực. Do quyền lợi, vị kỷ của bản thân mà không khai báo thành thực. Biện pháp khắc phục: tuyên truyền động viên mọi người cần có ý thức trách nhiệm trước sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Khai báo trung thực và tự cách ly là cách tốt nhất, làm theo hướng dẫn phòng dịch của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh. Sau khi tìm ý xong, các em bước vào bước tiếp theo, đó là bước viết hoàn chỉnh đoạn văn. Ở đây, cô giáo có một đoạn văn giới thiệu cho các em như sau. Thế giới đang đối mặt với dịch bệnh COVID-19 với khả năng lây lan chóng mặt, khiến ngành y tế của nhiều nước gần như tê liệt. Việt Nam cũng đã có nhiều bệnh nhân và nhiều địa phương đang phải cách ly do có người đi qua vùng dịch. Các cấp chính quyền và ngành y tế đang phải gồng mình
để chống chọi với dịch bệnh. Tuy nhiên, một bộ phận người bị lây nhiễm COVID-19 chưa khai báo trung thực về hành trình di chuyển và những người tiếp xúc, dẫn đến khó khăn cho ngành y tế trong việc phân loại người có khả năng bị lây nhiễm. Điển hình là bệnh nhân số 34 làm lây nhiễm cho một số người khác. Cộng đồng đều lên án hành vi này. Họ cho rằng bệnh nhân số 34 do quyền lợi vị kỷ của bản thân mà không khai báo thành thực. Vì vậy, để chiến thắng đại dịch COVID-19, mọi người đi qua vùng dịch cần có ý thức tự giác khai báo trung thực về hành trình di chuyển của mình, có ý thức trách nhiệm trước sức khỏe của bản thân và của cộng đồng. Và sau khi các em viết xong đoạn văn này, các em phải thêm một bước nữa, đó chính là đọc và sửa lỗi. Cũng như các đoạn văn khác, khi viết xong, các em đọc kỹ lại và sửa lỗi chính tả, dùng từ, lỗi câu, lỗi diễn đạt, vân vân. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu hai bài tập liên quan tới đối tượng nghị luận đáng phê phán. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em một sự việc hiện tượng đáng để ca ngợi. Đó chính là nội dung bài tập 3. Các em chú ý với đề bài sau. Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về việc hiến máu nhân đạo. Các em chú ý cho cô giáo các từ. Đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ suy nghĩ, rồi cụm từ việc hiến máu nhân đạo. Từ đó, chúng ta tiến hành bước thứ nhất, xác định yêu cầu của đề. Với đề bài này là kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Nội dung hay là đối tượng là hiến máu nhân đạo. Hình thức là đoạn văn 200 chữ. Phạm vi kiến thức là các em lấy tư liệu ở trong cuộc sống và liên quan đến ngành y. Bước 2, chúng ta tìm ý. Và ý đầu tiên giới thiệu, cô hướng dẫn như sau. Hiến máu là một hoạt động được Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động từ nhiều năm nay. Thứ hai, đó là giải thích. Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Về thực trạng, chúng ta cần phải nêu được ý sau. Nhiều bệnh nhân cần máu nhưng không có máu. Nhiều người tham gia hiến máu với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Có người cho nhiều lần như Nguyễn Thế Thực là hội viên Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lai Châu. Đến năm 2019, anh đã tham gia hiến máu tới 17 lần. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu tác động của sự việc hiện tượng. Đối với đề bài này, hoạt động tốt đẹp cứu giúp người bệnh là nghĩa cử cao đẹp, cần cổ vũ. Và các em sẽ mở rộng như sau. Cùng với các hoạt động tình nguyện khác như các chương trình từ thiện đã giúp cho xã hội ngày một nhân ái, ấm áp tình yêu thương. Cuối cùng, ở bước tìm ý, các em đi tìm hiểu ý khẳng định lại vấn đề. Hiến máu nhân đạo là một phong trào xuất sắc từ tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và phong trào này sẽ còn được duy trì, phát triển bởi những tấm lòng nhân ái. Và các em cần lưu ý liên hệ là các em sẽ làm gì với sự việc này. Sau khi tìm ý, các em sang bước thứ 3, viết hoàn chỉnh đoạn văn. Và với đề bài này, cô đã viết đoạn văn như sau, các em có thể tham khảo. Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Hưởng ứng hoạt động này, nhiều người Việt Nam đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần đều tích cực tham gia hiến máu. Mọi người còn động viên con, cháu, anh chị em của mình để hiến máu tình nguyện. Khẩu hiệu, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, dường như đã ngấm sâu vào suy nghĩ của nhiều người. Ai cũng biết giá trị của từng giọt máu. Nhưng ở các bệnh viện, các bác sĩ là người hiểu rõ sự nguy hiểm hơn ai hết khi bệnh nhân mất máu và không có máu để truyền kịp thời. Nhiều khi, các bác sĩ còn phải kêu gọi trên mạng xã hội lúc cần hiến máu khẩn cấp cho bệnh nhân, nhất là khi bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm.
ở Lai Châu. Nhiều người biết đến anh Nguyễn Thế Thực là hội viên Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lai Châu. Đến năm 2019, anh đã tham gia hiến máu 17 lần. Những giọt máu của anh đã góp phần cứu sống rất nhiều người trong lúc nguy hiểm. Bản thân em chưa một lần hiến máu, nhưng em tự nhủ rằng một ngày nào đó em sẽ tự nguyện đi hiến máu để góp phần nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta dày công giữ gìn. Đây là một đoạn văn được viết theo cách diễn dịch. Câu chủ đề là câu đầu tiên các em nghe cô đọc lại. Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Cô đã kết hợp phần giới thiệu và phần giải thích để tạo câu chủ đề cho đoạn văn này một cách hợp lý hơn. Sau khi các em viết xong, các em thực hiện bước cuối cùng là bước 4, đọc và sửa lỗi. Cũng như các đoạn văn khác, sau khi viết xong, các em phải đọc và soát lại lỗi để xem chúng ta cần phải sửa những lỗi nào, như là lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi câu hay là lỗi diễn đạt. Qua tiết học hôm nay, cô giáo có một số bài tập để các em tự học ở nhà. Cụ thể, bài tập thứ nhất, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về bạo lực học đường. Bài tập thứ hai, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về việc một số học sinh nghiện Facebook hiện nay. Bài tập thứ ba, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng một số người đã gom khẩu trang để bán với giá cao trong đợt dịch COVID-19. Các em thân mến, cô vừa hướng dẫn các em viết đoạn văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Với những gợi ý của cô, các em tham khảo để làm các bài tập còn lại. Cô mong rằng các em sẽ thực hiện tốt các yêu cầu mà cô đưa ra, cũng như thực hiện tốt các yêu cầu của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch bệnh COVID để các em có sức khỏe tốt, thực hiện ước mơ của mình. Cô chào các em.